Tiếp tục là mẫu xe 7 chỗ siêu bền đến từ nhà Toyota anh chị. Thái Học Auto Sài Gòn xin kính chào toàn thể cô chú anh chị đã quay trở lại. Hôm nay Học lại gửi đến cho anh chị mẫu xe Fortuner 2017, lăn bánh chỉ mới 65.000 km thôi anh chị. 4 vỏ zin theo xe luôn, gai còn dày cui. Chiếc xe này là phiên bản 2.7V, chiếc xe dành cho gia đình nha anh chị. Trang bị động cơ 2.7 lít kết hợp với hộp số tự động 6 cấp. Xe mình có màu trắng ngọc trai nè, Fortuner mà màu trắng ngọc trai á. Ở trong hãng Toyota trắng ngọc trai thì anh chị sẽ cao hơn tất cả các phiên bản còn lại là 8.8 triệu so với tất cả các phiên bản còn lại nha anh chị. Xe này thì được chủ giữ gìn khá là kỹ, 4 cái vỏ từ năm 2017 tới giờ vẫn còn nguyên zin theo xe, và xe có một cái màu trắng ngọc trai. Thì cá nhân Học thấy á, Fortuner là nó sẽ có hai màu, màu trắng ngọc trai và màu đồng ánh kim, là hai màu được nhiều cô chú anh chị ủng hộ nhất. Như là Innova thì nó sẽ có màu đồng ánh kim và màu bạc, Vios thì nó sẽ có màu bạc và màu vàng cát nha anh chị. Mỗi xe nó sẽ có mỗi màu mà đẹp. Thì chiếc xe này á, bên Học cho anh chị bà có cấp giấy chứng nhận cho anh chị là không đâm đụng nè, không ngập nước, động cơ hộp số là còn nguyên bản, zin theo xe, chưa chạm bất kỳ con ốc nào nha anh chị. Cái điểm ưu điểm của Fortuner là một chiếc xe rất là lành tính, cũng như là độ bền bỉ cao nè, và được cái nữa là anh chị bảo dưỡng chi phí thấp. Thứ ba nữa là anh chị hầu như là bây giờ ở các tỉnh nào cũng có Toyota, nên là anh chị bảo dưỡng rất là dễ dàng luôn. Xe này thì lăn bánh vọn vẹn chỉ mới có 65.000 km, nên là anh chị ha, đầu tiên thì anh chị thấy không, đi một vòng về bề ngoài xe anh chị thấy không, còn khá là đẹp luôn. Mình sẽ như thường lệ nha anh chị, Học sẽ mời anh chị cùng Học đi đánh giá chi tiết qua cái sản phẩm này. Bên Học đang chào chỉ có 699 triệu là anh chị đã sở hữu được chiếc Fortuner 2017 bản V cao cấp này rồi nha anh chị. Đó, bản V cao cấp thì anh chị có cái nẹp này nè, là mạ rơm zin theo xe, mặt ca lăng cũng là mạ rơm zin theo xe nha anh chị. Bản G số sàn là sẽ chỉ là sơn bạc thôi. Cái ốp đèn cản này đối với phiên bản V cũng là cái này cũng là zin nha anh chị. Đó, mặt ga lăng nè, anh chị nhìn thấy xe không? Và vỏ zin theo xe nè anh chị nhìn cái gai nè. Đi 65.000 km, anh chị thấy không? Vỏ này là vỏ zin theo xe nha anh chị. Chút nữa Học sẽ quay lại cho anh chị nha. Đầu tiên thì mình đi một vòng đi. Mình đi một vòng mình đánh giá ngoại thất, nội thất trước nha anh chị. Đó, mặt ga lăng nè, logo nè anh chị thấy không? Không khác gì một chiếc xe mới hết. Độ bóng của nước sơn anh chị nè. Anh chị thấy không? Nước sơn cabo nè. Nước sơn mặt ba đờ sóc trước nè, cụm đèn pha bên phải nè. Đó, anh chị nhìn thấy không, nó còn mới nguyên à, đèn gầm nè. Ngày xưa xe này mua mới á, là khoảng 1.4 tỷ nha anh chị, bây giờ 2017 rồi nó chỉ còn có 699 triệu thôi nha anh chị. Và vỏ xe nè anh chị nhìn thấy nè, để Học quay cái này cho nó dễ nhất nha anh chị, nhìn nè, vỏ xe nè còn dày cui nha anh chị. Vỏ là zin theo xe, sản xuất là tầng thứ 12/2027 nha. 4 vỏ đều là zin theo xe. Mâm này cũng là mâm zin chưa phay xước luôn nha anh chị. Anh chị nhìn cái phần bên trong này, là anh chị biết chiếc xe nó đẹp hay không à. Anh chị nhìn cánh gà này, nó còn đen mung ha. Cái ở đây là cái routine trên nè, routine càng A trên nè. Anh chị thấy còn 7 màu không? Còn ở phần ở trong đây anh chị nhìn nè, phục là phục zin theo xe chưa thay thế nha. Do chiếc xe này đi chỉ mới có 60.000 km thôi. Đó, những cái ốp nhựa nè, anh chị nhìn thấy không? Rất là đẹp luôn anh chị. Và cái màu trắng ngọc trai này nó có cái ánh kim màu vàng. Đó, anh chị nhìn kỹ không, xe này ra nắng rất là đẹp nha anh chị, nó sẽ có ánh kim màu vàng này khá là đẹp. Đó, anh chị nhìn nè, Fortuner 2017 mà hôm nay chỉ còn có 699 triệu thôi nha cô chú anh chị. Đó, nội thất ngoại thất nè, đầu tiên thì mở cửa ra Học sẽ cho mời anh chị cùng Học đi đánh giá cái keo nè, cái keo cửa nè. Đó, cái keo là nguyên zin nha anh chị, không mắc một đoạn keo nào hết. Phiên bản V thì anh chị sẽ được trang bị top bi cửa là da zin theo xe nha, zin theo xe. Cửa này là ô tô một chạm chống kẹt, 4 cửa 4 kính luôn nha anh chị, 4 kính. Rồi đây là cái phần ghế da của xe nè, đi 60.000, anh chị nhìn phần ghế da nè. Đó, anh chị thấy không, nó rất là đẹp, mới tinh nè anh chị. Đó, anh chị nhìn qua cái độ mo của cái ghế nè, nó còn căng đét luôn á. Đó, sẵn tiện đây Học mời anh chị nắm qua cái phần túp lô phần phía trước bên phụ nè, anh chị nhìn thấy không, đâu có khác gì một chiếc xe mới đâu anh chị. Xe Toyota thì nó thẳng luôn là 2017, nó không có cửa sổ trời, nó không có ghế điện phía bên phụ giống như những dòng xe khác, nhưng mà mấy cái đó thì cũng không có quá quan trọng anh chị, quan trọng nhất là cái chất xe thôi. Đó, xe thì Fortuner cũng như là Toyota nói chung á thì được cái là bền bỉ anh chị. Đó, đây nè anh chị nhìn thấy không,
so với anh em cùng phân khúc thì không có nhiều option. Tuy nhiên anh chị đi chiếc xe này 10 năm mình cũng còn thấy nó mới nữa, giống như Toyota Camry á, đặc biệt là Toyota mà mấy chiếc xe nhập này là nó rất là bền anh chị. Sẵn tiện học mời anh chị cùng nghiếu qua cái gầm này, xem qua cái gầm ống xả nè. Anh chị nhìn cái phần ống xả là anh chị biết xe nó chắc cỡ nào rồi. Anh chị nhìn thấy ống bô không? Mới tinh nè. Đó. Còn ở đây là cái phần của hộp số nè. Khô thoáng hết nha anh chị, mới nguyên à. Đó. Ở trên bệ bước chân á, thì anh chị cũng có đã được chủ trước trang bị cho mình một cái tấm màn rơm dài để chống trầy xước nè. Đó. Phim cách nhiệt anh chị thấy không? Mới tinh tình tinh nè. Keo chỉ nè anh chị. Đó, keo chỉ nè. Fortuner 2017, máy xăng, số tự động, một cầu, phù hợp cho cô chú anh chị nào đang có nhu cầu mua chiếc xe 7 chỗ rộng rãi, hai dàn lạnh, lạnh tốt nè. Và đi êm, bền thì đây là lựa chọn đáng để cho cô chú anh chị cân nhắc nè. Fortuner nha anh chị. Đó. Đây. Anh chị nhìn ghế da nè, ghế zin theo xe nha anh chị. Mới tinh tình tinh nè. Đó. À, anh chị sẽ có cửa gió ở hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba luôn. Ở phía đây anh chị cũng có điều chỉnh được gió nè. Đó. Có lót sàn nè, bọc trần, phim cách nhiệt, viền che mưa. Vỏ sau phía bên phải nè, cũng là vỏ zin theo xe nha anh chị. Đây, cô chú anh chị nhìn nè, nhìn qua cái góc này là anh chị nhìn thấy cái vỏ xe nè. Đó, nó còn dì cui luôn nha anh chị. Vỏ zin theo xe luôn. Đó, vỏ này cũng là sản xuất tầng thứ 12 2017 nè. Chị thấy không? Đây. Đó. Xe thì anh chị nhìn vậy kỹ không? Những cái đường dập lặn dập nổi trên xe nè, anh chị biết ý là anh chị để ý nè. Xe nó còn thẳng tách, đẹp đẹp lắm nha anh chị. Những cái mối nối nè. Rất là liền mạch luôn. Đó. Những cái bệ này, mà những cái ốp đen này là không sơn được nè anh chị. Anh chị thấy không? Xe chủ giữ kỹ lắm, mấy cái này chưa chày luôn nha anh chị. Đó. Đèn nè. Xe này đèn trước và đèn sau đều có ốp mạ rơm bảo vệ rồi. Nẹp mạ rơm cốp sau là zin theo xe luôn nha anh chị. Đó, cực kỳ đẹp. Anh chị nhìn ba ga mui ở trên nè. Đó, có vẫy anten. Mới tinh tình tinh nè. Fortuner 2.7V. Cốp sau nè anh chị. Ốc cốp sau là chưa ra luôn nha anh chị. Vẫn còn nguyên bản luôn. Đây nè anh chị. Đó, keo chỉ nè. Keo nè. Thẳng tách hết nha anh chị. Xe này bên học đang chào hôm nay chỉ còn có 699 triệu nha cô chú anh chị. À, anh chị mua xe thì anh chị sẽ đóng 2%, nó khoảng là 14 triệu. Ví dụ như mình mua 700 đi thì nó sẽ là 14 triệu 2% giá trị còn lại, cộng với lại chi phí đăng ký tùy theo khu vực. Ví dụ như ở thành phố Hồ Chí Minh thì nó khoảng 3 triệu. À, ở An Giang thì nó khoảng 5 triệu rưỡi, tùy theo khu vực nha. Còn cô chú anh chị mà tự đăng ký thì bên học chỉ thu là 699 thôi. Giờ anh chị đóng thuế, đóng thuế 2% với biển số nữa. Biển số ở thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ là 20 triệu. Còn biển số ở tỉnh nó chỉ có 1 triệu nha anh chị. Hồ Chí Minh với Hà Nội là 20. Đây anh chị nhìn nè. Đó. Anh chị nhìn thấy không? Và xe này thì hồ sơ rút gốc nó sẽ là 20 ngày làm việc nha anh chị. Chị nhìn cái màu đồng ánh kim, cái màu trắng ngọc trai đẹp hả anh chị. Nó có ánh lên. Giỏi tới đâu nó. Đó, có cái ánh tới đó ha. Có ánh sáng á. Đó anh chị. 20 ngày làm việc nha anh chị. Bây giờ hồ sơ thì công an nó rút, anh em bên công an họ rút cũng hơi chậm do là thủ tục thay đổi á. Đó, sản xuất tới tầng thứ 12 2017 nè. Mâm rồi là còn mới tinh nè anh chị. Rất là đẹp. Xe này thì chỉ phù hợp cho anh chị đi gia đình, không phù hợp cho anh chị chạy dịch vụ nha, vì cái mức tiêu hao nhiên liệu xe này trung bình nó tới 8 lít mấy lần anh chị. 8 lít mấy tới 10 lít lận. Đó. Xe này động cơ 2.7 thì anh chị nào sử dụng gia đình thì anh chị cũng biết là xe mà nó nặng, nó đi ngon. 7 chỗ mà SUV thì không thể nào đặt cái động cơ 1.5 lên được nha anh chị. Đó. Xe nặng đi mượn đi đầm, chắc rộng rãi thì không thể nào mà động cơ nó tiết kiệm được, nó phải ở mức độ tiết kiệm thôi. Ví dụ như là 9 lít 5 nè. Còn ở đây là 11 lít khi mà anh chị đi tổng hợp nè. Đó. Máy xăng số tự động một cầu. Tay nắm cửa có mà rơm, có nút bấm. Bên phụ, bên tài thì anh chị sẽ có ghế điện chỉnh 10 hướng nè. Anh chị thấy không? Ghế da nè. Ghế da zin theo xe nha anh chị. Nè, zin theo xe nè. Đó.
2017. Xe thì mình có hai chế độ lái, Eco và Power. Chế độ lái Eco là tiết kiệm, Power là chế độ đẩy hết công suất nha anh chị. Hệ thống lạnh tự động. Đi là 65.268 km. Đó, còn cái tem luôn này. Anh chị nè, đèn thì là đèn tự động nha anh chị. Đèn auto. Đó, có lẫy chuyển số sau vô lăng. Đời start up. Gương gập điện, chỉnh điện. Đó, anh chị nhìn là những cái chi tiết nè. Hao mòn tự nhiên nè anh chị. Ở cái cửa này, những cái chỗ này là tài xế, là lúc nào lên xe cũng phải có tài xế. Cái cửa này là xài nhiều nhất nha anh chị. Vô lăng nè. Anh chị nhìn thấy không? Vô lăng nè. Đó, càng số nè. Đó, mới tinh tình tinh nha anh chị. Đó, anh chị nhìn nè, bên trong nè, thấy đẹp không? Đó. 2017 mẫu mới. Màu đồng bánh kia, màu trắng ngọc trai. Vỏ này cũng là vỏ zin theo xe nha anh chị, bốn vỏ zin theo xe, gai còn gì cui à. Đó. Đó, 2017 nha anh chị. Quên nó, để học ra đây quay cho anh chị cái gầm xe. Đây, cô chú anh chị nhìn cái gầm xe nè. Đó, tem mạc còn y nguyên ha anh chị. Đó, anh chị thấy chưa? Rất là đẹp. Mới tinh tình tinh nha anh chị. Toyota thì rất là bền cô chú anh chị. Fortuner 2.7V. Một chiếc xe 7 chỗ gầm cao, bền bỉ của nhà Toyota, rất là dễ sử dụng. Nhập khẩu nguyên chiếc luôn. Và hôm nay chỉ còn có 699 triệu anh chị. Đây là cái khoang động cơ nè. Đây anh chị, động cơ là Dual VVTi. Anh chị nhìn cái chắc xe anh chị. Đó, anh chị nhìn cái chắc xe nè. Chị nhìn nè, những cái bát nè. Chị thấy không? Mới tinh nè. Mới nguyên nè. Bơm trợ lực lái nè, bình chứa dầu trợ lực lái nè. Chị nhìn nè. Mới nguyên nè, dấu son nè. Xe thì bên học cam kết với anh chị là động cơ hộp số còn nguyên zin, xe không tai nạn đâm đụng, không ngập nước nha anh chị. Chạy xước thì cũng có, và bên học đã xi ba đồ sơn đồ lại hết rồi. Đó. Đây anh chị. Máy móc là cam kết chị còn nguyên bản nha, động cơ hộp số nguyên bản. Nước sơn carbon vẫn còn zin nha anh chị. Nước sơn carbon xe này là chưa ra. Đó. Thường là Honda, Toyota mà Camry 2.2, Camry nè, với lại Fortuner là mấy chiếc xe được chủ giữ gìn rất là tốt anh chị, ít có xe nào xấu lắm. Đó, Fortuner máy dầu thì nhiều khi anh chị còn chạy dịch vụ, nhiều khi nó đi nhiều. Máy dầu hổng rày học cũng khó mua, có mấy anh em cũng chào bán mà xe nó đi nhiều quá bên hầu không mua. À, còn Camry mấy ngày nay giống như sáng nay học đi coi chiếc xe 2019 chạy 35.000 mà học không mua luôn nha anh chị. Nhiều khi không phải là xe đâm đụng ngập nước nè, máy móc nó rã rồi là sẽ mua đâu. Có nhiều chiếc xe nó không đâm đụng không ngập nước nhưng mà cái km nó chuẩn, bảo dưỡng chuẩn nhưng mà khách giữ xe không kỹ á, học cũng không mua đó. Hơi kén xe một xíu. Xe của mình học anh chị thấy không, nó đẹp từng mm luôn, xe khá là đẹp đó. Hồi sáng học đi coi chiếc 2019, xe đó mẫu mới, chạy mới ba mấy ngàn mà lại coi chiếc xe nó bấy hết rồi, anh em cũng không có trả giá nữa. Tại vì cơ bản mua xe mà 800-900 triệu á, Camry đồ này nọ nè. Thí dụ như là trên lệch mình mua rẻ hơn, nhiều khi xe xấu rồi không lẽ mình trả nó 50-70 đâu có được. Mua xe của khách hàng mà không lỗi chạy ô đô đó mà xe nó xấu xấu cũng mua thấp hơn thị trường. Thấp hơn những xe bình thường tầm khoảng 10-20 triệu, nhưng mà về khó bán anh chị. Ví dụ như cầm tiền cầm khoảng 900 triệu anh chị mua chiếc Camry, chiếc thì đẹp, ken xe ben chạy ít. Còn chiếc thì chạy 30-40 ngàn rồi. Mà mình bán thấp hơn có 20 triệu là lúc đó anh chị người ta thêm tiền vô. Nên là cái tâm lý khách hàng là vậy. Nên là anh chị thấy không, xe mình học toàn là những xe đẹp thôi. Những xe đẹp thì mình mua hơi cứng một xíu, nhưng mà mình về mình bán dễ anh chị ơi. Đó, anh chị thấy không, xe form dáng rất là đẹp. Đó. 2017 nha anh chị, xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Indo. Gầm cao, máy thoáng, bền bỉ, tiết kiệm. Tiết kiệm chi phí bảo dưỡng rồi anh chị. 699 triệu nha. Anh chị nào đang có nhu cầu hãy liên hệ trực tiếp với học. Và bên học đang cần mua thêm nhiều Fortuner nữa nha anh chị. Cứ có xe Fortuner liên hệ cho học, đặc biệt là xe 2021, 2020 học mua nhiều lắm. Rồi học xin chân thành cảm ơn anh chị đã cùng học đánh giá qua cái sản phẩm Fortuner 2017 này. Học xin chân thành cảm ơn anh chị. Anh chị có bán xe nhớ liên hệ với Thái Học ô tô Sài Gòn nha. Anh chị coi clip học thấy học đánh giá xe kỹ, đánh giá chi tiết, anh chị dễ coi, anh chị nhớ bấm đăng ký để cho học mỗi ngày cập nhật liên tục những cái sản phẩm. Anh chị lên YouTube có giải trí thì không bỏ qua những cái sản phẩm mà học cập nhật hàng ngày nha anh chị. Rồi học xin kết thúc video tại đây.
Xin chân thành cảm ơn, xin chào và xin hẹn gặp lại.